Hennie lên tiếng khi bị chia hát dở vẫn không bị loại ở chị đẹp. Hoa hậu Hennie thừa nhận hát chưa tốt xong cảm thấy hạnh phúc vì đã dám làm điều bản thân chưa nghĩ tới. Sau đợt phát sóng mới nhất có 10 sao nữ đã rời chương trình chị đẹp đạp giá rẽ sóng. Bên cạnh những tiếc nuối như Yến Trang Quỳnh Nga lần lượt bị loại, khán giả thắc mắc vì sao nhân tố bị đánh giá không mạnh khả năng ca hát và vũ đạo như Hoa hậu Hennie lại được bước tiếp. Phản hồi tranh luận của người xem, Hennie chia sẻ. Đúng là tham gia chị đẹp tôi thừa nhận bản thân yếu nhất về mảng ca hát nhảy trình diễn trong tất cả các chị đẹp. Dù bị che, hoa hậu cho biết, nhận được nhiều lời tốt đẹp từ chương trình với Henee sự thay đổi nhỏ, dù chưa mang lại kết quả tốt nhất song vẫn khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Tôi biết ơn những anh chị đã hỗ trợ dạy tôi tất cả và tôi biết ơn khán giả đã quan tâm chương trình. Chị đẹp đạp giao dạy xong quy tụ 30 nghệ sĩ nữ trong độ tuổi từ 30 đã và đang thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia chương trình bản việt của sâu bám sát bản gốc tất cả chị đẹp sẽ ca hát nhảy mùa theo hình thức nhóm nhạc chương trình mang đến thông điệp rằng các chị em trên độ tuổi 30 hãy vượt qua giới hạn của bản thân để khơi dậy hoài bão thực hiện giấc mơ thanh xuân